bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bản chất cú gạt tay trị giá 4 tỷ đô la Mỹ của Cristiano Ronaldo, chọn uống nước lọc là để bảo vệ sức khỏe hay là để bảo vệ thương hiệu? Chuyên gia truyền thông cho rằng việc Cristiano Ronaldo khuyên mọi người không nên uống Coca-Cola chẳng phải là sự giác ngộ về lối sống lành mạnh, mà chỉ đơn thuần là không trả tiền thì đừng để trước mặt anh. Trong buổi họp báo trận đấu với Hungary, Ronaldo xuất hiện. Khi vừa ngồi vào vị trí thấy hai chai Coca-Cola được nhà tài trợ chuẩn bị sẵn trước mặt mình, Cristiano Ronaldo CR7 đã gạt chúng ra khỏi tầm camera. Sau đó anh giơ ra một chai nước lọc đã bóc nhãn và nói rằng hãy uống nước lọc đi. Hành động của cầu thủ quả bóng vàng thế giới đã khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng. Truyền thông sau đó thì đưa tin, cú gạt tay trị giá 4 tỷ đô la Mỹ vì cổ phiếu của Coca-Cola đã sụt giảm sau sự kiện đó. Cộng đồng ăn xanh uống sạch cũng hỉ hả vì những năm gần đây CR7 đã chọn ăn uống tập luyện theo chế độ healthy cực kỳ khắt khe và sống hướng về gia đình. Chàng cầu thủ 35 tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, thậm chí là còn phàn nàn khi con trai 10 tuổi của mình lén uống nước ngọt có ga. Dân mạng ca ngợi anh là người truyền cảm hứng cho việc bảo vệ sức khỏe. Nhưng chuyên gia truyền thông Trần Chí Hiếu, Hiếu Orion thì lại nghĩ khác. Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm như sau: đừng ảo tưởng, cái này mọi người hơi hồn nhiên, bản chất của việc này chả liên quan gì tới sức khỏe sất. Hãy nhớ, với những người nổi tiếng này thì họ không quá mất công xàm xí nói chuyện về sức khỏe như các bạn tưởng tượng. Cụ thể là trước đây Cristiano Ronaldo cũng từng quảng cáo cho Coca-Cola và KFC suốt những món đồ ăn mà chính dân thể thao khuyên không nên dùng. Việc họ từ chối ngồi cùng một sản phẩm mà họ không có trách nhiệm quảng cáo thì đó là lẽ thường tình. Chỉ có ở Việt Nam nhiều người không quen bảo vệ thương hiệu kiểu đó. Nhiều người tôi thấy họ tham gia một game show hay là một talk show, chỉ cầm chút tiền cachet nói thậm chí là free, rồi đơn vị tổ chức được tài trợ của một hãng và họ đưa các sản phẩm với logo chành ảnh lên mặt bàn. Nhưng những người nổi tiếng vẫn không có ý thức bảo vệ hình ảnh, vẫn ngồi cầm cốc uống nước tự nhiên. Tôi nhớ tới hình ảnh một CEO của một tập đoàn nước giải khát khi tham gia talk show, cầm một chai nước khoáng của hãng khác lên, chị đã nhẹ nhàng tinh tế lột vỏ logo rồi nhét giấy bỏ vào túi và uống bình thường, một hành vi bảo vệ thương hiệu rất trách nhiệm và khéo léo. Tóm lại, Cristiano Ronaldo chẳng qua không thích bị ảnh hưởng thương hiệu mà thôi. Đó là một hành động bình thường của người có 500 triệu lượt follow trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Còn đối với Coca-Cola thì nhìn biểu đồ cổ phiếu mà xem, lên xuống sụt giảm vài tỷ đô là điều bình thường, xuống rồi lại lên. Và trên thực tế thì những đồ uống như Coca-Cola hay là đồ ăn như KFC thì chẳng có gì là quá xấu cả, trừ khi mà lạm dụng quá nhiều thôi. Thực sự cái gì nhiều cũng không tốt mà. Còn Coca, đèn cái là không ngờ rằng phản ứng của cầu thủ là quá mạnh thôi. Lý giải này của ông Hiếu Orion đã nhanh chóng nhận được chú ý và tạo nhiều dư luận trái chiều. Có người cho rằng hành động này của CR7 là xấu tính. Có không phạm luật thì cũng là chơi xấu. Tất nhiên, những người yêu Cristiano Ronaldo hoặc là ghét Coca-Cola thì không thấy được điều đó, chứ người khác thì thấy rất rõ. Hãy thử nghĩ nếu thay hai chai Coca đó bằng hộp vải thiều lục ngạn đã được doanh nghiệp Việt Nam bỏ rất nhiều tiền ra mua chỗ, CR7 nhảy vào và ném luôn xuống gầm bàn thì các bác sẽ hiểu doanh nghiệp cay như thế nào. Cũng có người đồng tình, cho rằng với những ngôi sao, việc họ giữ hình ảnh và giá trị thương hiệu của mình là rất quan trọng. Không quảng cáo cho nhãn hàng không tài trợ trực tiếp cho mình, đó là sự chuyên nghiệp và biết giá trị bản thân của một ngôi sao. Ví dụ như, cái hành động này lúc em xem là em biết mà. Đúng kiểu, các ông ơi, tôi có được tiền quảng cáo từ Coca đâu, mà hai chai này lại được vào hình cùng tôi. Cũng có người cho rằng, việc nhãn hàng trồi sụt giá trị cổ phiếu hay là doanh thu thì cũng là điều bình thường. Thậm chí họ còn thấy Coca đã được hưởng lợi marketing thì có, câu chuyện viral quá tốt luôn. Mấy hôm nay hình ảnh nào cũng mang ra chế cháo đều có nó. Mình cũng thấy tương tự vụ đổi logo của Xiaomi vậy. Coca tự dưng được cả thế giới nhắc đến cùng với tên của Cristiano Ronaldo, có khi còn tốt hơn việc để trước mặt mà không nói năng gì. Liệu có phải chiêu bài của họ không? Sau vụ việc của Ronaldo, chai bia Heineken cũng bị Pogba bỏ xuống gầm bàn vì tôn giáo của anh không cho phép sử dụng chất có cồn. Tiếp đó, trong buổi họp báo sau trận đấu Ý với Thụy Sĩ thì cầu thủ Locatelli cũng tiếp nối hành động của Ronaldo, gạt bỏ chai Coca-Cola sang một bên và để chai nước lọc trước mặt. UEFA đã lập tức đưa ra tuyên bố sẽ trừng phạt đội nào nếu như cầu thủ học đòi theo Cristiano Ronaldo tự ý di chuyển chai nước của nhà tài trợ. Big Chi theo pháp luật và bạn đọc CafeBiz Đầu Đáo CV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads.
sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.